Panda. I got broads in Atlanta. Sister told me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Lâu rồi mình cũng chưa làm lại video cho anh em. Thì ngày hôm nay, nhân tiện có một số anh em hỏi về event chơi bom. Thì trước đó cũng có một số bạn đã hướng dẫn trên group, nhưng mà có lẽ là chưa cụ thể, vì anh em cũng chưa biết cách sử dụng cái website để hướng dẫn cách do mình một cách dễ dàng nhất. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn toàn bộ cho anh em từ A đến Z cách do mình làm sao để có thể tỷ lệ win đạt đến 95%, và chơi do mình chưa bao giờ là dễ dàng như thế cả. Rồi thì để bắt đầu, chúng ta sẽ vào event do mình. Anh em nhìn bên góc phía bên trái góc trên màn hình sẽ có là event invention. Thì anh em nhấp vào cái mũi tên sổ xuống này nhỏ đây, nhấp vào. Sau đó anh em sẽ lựa chọn vào event firebomb. Đó, click vào. Rồi đây là giao diện mở ra khi mà event firebomb của chúng ta được tiến hành. Và muốn chơi được event firebomb thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái là card deck này. Thì card deck này anh em cứ đi farm trên bình thường, nhớ là treo on và tích vào group. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em. Đây tích vào event item thì sẽ nhặt được cái là card deck và cũng như là evolmon summon scroll này. Thì video hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em chơi card deck thôi, nên mình sẽ không nói nhiều về cái vấn đề là evolmon. Rồi trên đây là cách nhặt card để có thể chơi. Và cách chơi thì như thế nào? Thì đầu tiên anh em nhấn vào nút start. Rồi ở giao diện của firebomb, ở đây chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 hàng ngang và 6 cái chiều cao, và số lượng bom mà mình cho là 11 quả. Thì việc của anh em là làm sao click chọn và chọn đủ 11 quả bom, và như vậy là win. Thì có thể để hỗ trợ cho anh em chơi firebomb dễ dàng và chắc chắn tỷ lệ win cao hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái website là LogiBomb. Và đây là website mình sẽ mở cho anh em thấy, và mình cũng sẽ show cái tên góc của màn hình luôn cho anh em để ý. Rồi như anh em cũng đã thấy được, cái firebomb nó đã hiện lên. Mình sẽ kéo qua bên này cho anh em dễ nhận ra luôn. Rồi đây là giao diện của trang web logigame.com, và cái link này mình sẽ để trên dưới phần bình luận cho anh em thấy. Khi mà anh em vào giao diện á, thì anh em sẽ phải để ý, thứ nhất đây số mình là 11, hoặc đây là file nick là nó sẽ tìm kiếm cái bước tiếp theo anh em cần phải đi, còn file all movie này là nó sẽ tìm kiếm tất cả các cái bước mà anh em cần phải chọn. Và ở đây sẽ có là cột chiều ngang và chiều cao, và đây là các số để anh em tích vào cho nó khớp với cái vị trí mà anh em tìm được trên chỗ firebomb trên này. Rồi ở phía dưới bên này anh em nhớ để ý có wild, hai và là số mình, thì anh em sẽ phải cài đặt lại giống với trong game của chúng ta. Ở đây mình quay lại về phần game, trong game của chúng ta có 8 hàng ngang, thì anh em sẽ phải chọn phần wild này về 8. Anh em chuột xuống 8. Rồi phần chiều cao này trong game là chỉ có 6 quả, thì anh em sẽ phải chọn chiều cao là 6. Anh em hạ xuống 6. Rồi số mình, số bom ở đây là 11, thì anh em sẽ phải để số mình là 11. Đúng rồi. Rồi sau khi đã setup đầy đủ tất cả những các bước đó, thì anh em sẽ nhận báo trên bo này cho mình. Rồi bây giờ nó đã thay đổi lại, anh em thấy không, nó sẽ giống y chang trong file bom game của chúng ta. Rồi bước tiếp theo anh em chơi thì anh em chỉ cần nhận là file nick mod. Rồi đấy, nó sẽ chỉ cho anh em bước tiếp theo là mở một ô trên góc, vì nó chưa có số để nó tính toán được, thì nó sẽ phải mở những ô bất kỳ. Đây là ô may mắn, nên xui anh em có thể có bom, mình sẽ mở giống trong game luôn. Rồi mở ra ô trắng luôn. Rồi bước tiếp theo phải làm sao? Bước tiếp theo anh em sẽ phải gõ đụng lại các thứ từ các số 1 2 1 1 và ô trắng này giống như trong game cho bên phần Loki game. Đây mình sẽ gõ hai ô trắng này, đây là chọn ô trắng nha anh em. Để tương tự, đây là số 1, số 1, đây là số 2 và đây là số 1. Rồi anh em đánh điện file nick. Rồi chắc chắn dưới đây là một ô xanh, nghĩa là ô an toàn, thì anh em chọn tiếp cho mình vào game, chọn rồi số 1. Sau khi có số 1 rồi thì anh em tiếp tục chọn số 1 và nhấp vào ô xanh này để nó tính toán tiếp, file next tiếp. Tiếp tục bên này cánh số 2, bên số 2 này là một ô xanh, mình sẽ chọn tương tự trong game. Rồi số 2 mình sẽ điền số 2. Dưới này ba ô xanh, mình chọn luôn ba ô dưới, chắc chắn không bao giờ nổ. Đó, ba cái số 1, anh em thấy hay không? Tiếp tục
hai nick more. Rồi đây có một quả mìn. Rồi tích một quả mìn. Tiếp ra web. Find nick tiếp ở dưới này, đây 1 2 3 bộ này ô xanh. Chọn đúng như ngoài logo game là chị. Đó, anh em thấy hay không? Nó mở hết luôn rồi này. Thì mình sẽ phải gõ lại giống như trong game 1 1 1. Rồi, còn đây là ô trắng hết để cho nó tính toán số mìn, số bom cho hợp lý. Panicmo nó tính tiếp, đây là một ô xanh nữa. Đó, số 1 đó, anh em chọn số 1 và tích lại số 1 ngoài web. Tiếp tục. Đó, để có quả mìn. Thì trong game mình cũng phải chuột phải. Mình nhận chuột phải để mình lựa chọn đây là bom hay không nhé. Nếu như anh em lỡ ấn nhầm thì anh em kích chuột phải một lần nữa để bỏ đi. Đó, giờ mình bỏ lại. Bây giờ số bom còn là 9 quả. Đây là số điểm chúng ta đạt được 150. Tiếp tục anh em điểm Phoenix. Nó sẽ mở tiếp ba bên cạnh là màu xanh. Đó, chọn, chọn, chọn. Rồi anh em chọn số 2. Đó, số 2. Đây là số 3 này. Đó. Phoenix tiếp. Hai ô xanh tiếp. Đó, hay không anh em? Tiếp số 3 này. Số 2 này. Phoenix tiếp. Đó, đây anh em được đau đầu hơn rất là nhiều. Đó. Lỡ anh em có tính nhầm nên nó sai nó, nhưng phần mềm nó sẽ không bao giờ sai. Đó, anh em chụp phải để chọn bom. Tiếp, Phoenix tiếp. Đấy, để có xanh nữa. Tích tiếp, số 3. Rồi, Phoenix tiếp. Đây có quả bom, tích vào. Phoenix tiếp. Rồi, nó chưa biết được cái nào là bom hay không thì nó sẽ để là dấu chấm hỏi nhé. Đây là may mắn, hên xui. Đó, may quá, đây là số 1. Đó, mà đây là số 1 thì bao này xanh. Đó, nó sẽ chỉ cho anh em luôn. Đó, anh em thấy hay không? 3 2 đấy, trắng. Đó, tiếp tục anh em khai nick tiếp. Đó, nó chỉ điểm đây là có hai quả bom. Tại sao chúng ta không lấy bom ở đây? Thì nó chưa biết chắc chắn ô nào là có bom ấy nha anh em. Rồi, sau khi chọn hai quả bom ở đây, chúng ta tiếp tục khai nick. Bước tiếp theo, nó đây là chấm hỏi. Nó không biết đây có bom hay không. Nó yêu cầu mình đoán hay xui. Số 4. Tiếp, Phoenix. Ui, ô này chấm hỏi luôn, nguy hiểm thế nhỉ. Đó, số 3. Ui, bắt đầu nó chọn hết xui này anh em. Đây là chấm hỏi. Thì mình sẽ chọn nổ. Quả là đen. Như vậy chúng ta đạt được 710 điểm. Rồi, chúng ta sẽ đến với round 2. Khi mà muốn đặt, nó đã chọn không được, nó chọn sai. Còn round 2 thì chúng ta bắt đầu vào bằng cách chúng ta nhấn vào reset board như này. Rồi chúng ta sẽ chơi lại. Chúng ta nhấn start. Rồi Phoenix nó sẽ bắt chúng ta lựa chọn ô đầu tiên, số 2. Chúng ta chọn số 2 như bước tiếp theo. Tiếp chấm hỏi. Số 1. Phoenix tiếp. Ở đây nó chỉ là một quả bom. Rồi Phoenix tiếp. Báo xanh. Đó. Rồi mình sẽ lựa chọn cho giống bởi trong game luôn, hai còn lại đây là 1, 2, số 1, 3, số 1. Đây, còn đây là ô trắng. Phoenix tiếp, báo xanh. Đó. Số 1 thì đây là số 1 này. Đây cũng là tiếp tục. Anh em phải lựa chọn cẩn thận nhé anh em. Bên cạnh số 1 là một ô số 2 này. Vậy số 2 là sẽ là số 1, số 1, đúng chưa? Xong đây là ô trắng. Xong đây là ô số 1. Xong rồi đây là hai ô trắng. Xong tiếp tục là số 2, số 2 và số 1. Còn đây một số 2 nữa nha anh em. Đây là một số 2. Số 2 này sẽ nằm từ vị trí 1, 2, 3, 4 và dưới này lên số 3. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3, 4 đây, số 2 ở đây. Đó, anh em chọn cho đúng. Đó, nó dùng ở trong game để cho nó tìm được tiếp theo cho chính xác. Tiếp tục Phoenix, nó chọn, nó biết được đây cho mình là một quả bom. Phoenix tiếp, nó chỉ cho mình đây là ô xanh. Cứ thế mà chọn thôi. Phoenix tiếp, nó chỉ tiếp mình đây là một quả bom. Phoenix tiếp, nó chỉ đây mình là ô xanh. Đó, quả số 2, quả số 2 vào. Tiếp, dưới bom là một ô xanh. Anh nhầm. Đó, đây, số 3. Tiếp tục, đây là một quả bom. Đó. Tiếp tục, đây là một ô xanh. Đó, số điểm lên 320 rồi này anh em. Tiếp tục, đây là một quả bom giữa ô số 2 cạnh ô số 1 này này. Số 2 cạnh ô số 1 này. Kéo vào số 3 này không? Đó, Phoenix tiếp. Đây là một ô xanh.
Số 2. Bài này tiếp. Đó, báo xanh luôn. Đây, giữa cái bom này cũng là ô xanh nha anh em. Đó, chúng ta sẽ phải gõ 2, 1. Xong lại ô trắng. Xong lại ô 1. Xong 3. Xong lại 1. Đó, giống chưa? Giống hai bên rồi, tiếp tục. Bài này tiếp. Nó chọn cho mình ở đâu nhỉ? Đây, 2, 1, đây là một quả bom. Đó. Bây giờ số mình chúng ta là còn 5, giống trong ngoài ghép và cũng chỉ là còn 5 của mình. Phải next tiếp. Hai quả ô xanh luôn anh em, trên dưới luôn. Xanh, xanh, đó. Đây là số 3 này. Ở trên này là số 2 này. Phải next tiếp. Đó, đó, tìm cho mình đây thêm quả bom nữa, còn 4 quả, đó. Tiếp. Đây là một ô xanh. Đó, số 2. Đây là một ô bom, đó, một cơ màu đỏ sẽ là ô bom và cơ màu xanh sẽ là bước an toàn. Ở đây là quả số 2 này nhé, mình quên chọn này, đó, mình quên chọn. Rồi tiếp tục, đây một quả bom nữa. Rồi số bình của chúng ta chỉ còn 2 quả. Phải lấy tiếp, đây là một ô trắng. Rồi ở đây chắc chắn là hên xui, khả năng cao là có thể là hên xui. À đây có quả bom này anh em, chắc chắn rồi. Đây có quả bom. Đó, phải lấy tiếp. Đây là ô xanh. Đó, phải lấy tiếp, đây là quả mình cuối cùng. Đó. Ý gì chưa? Như vậy là chúng ta chiến thắng với số điểm là 1570. Rồi, get chưa? Mình chỉ hai lượt hai round như vậy rồi. Anh em có để ý này, item head been seen to cho Gregory này. Cái này là ở trong hộp đồ cá của ta thì chúng ta nhận phím cá lên. Đây mình chơi một hai lần này, một lần là minimum book và một lần là luxury book. Thì đấy, mình nhận xong mình phải vào tiếp. Event mình có thể vào là inventory này. Đây mình nhận được hai cái đây. Thì khi mà mở cái này á thì anh em phải trừ bên này là 4 nhân 4 ô trống nha nhé. Anh em lưu ý. Ví dụ giờ mình mở một hộp medium sẽ được cái gì? Đấy, một loạt này, 3 viên này, 2 viên B 1 viên like này. À, 2 viên B 1 viên like. Còn hộp hộp luxury box này, hộp cao nhất thì nó sẽ có là mid, có theory van và hoặc là có rút thì chỉ có thể là 2.000 hoặc là 3.000. Đó, được viên mít luôn này anh em, mít stone này. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Đó, trên đây là cái cách chơi pin bom, một cách rất là dễ dàng nhất cho anh em từ bước chơi như nào, lựa chọn ra làm sao. Thì hy vọng video là sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em. Và nhất là những anh em mà chưa nắm rõ được cách chơi trong website Logi Game, và cái link mình sẽ để ở dưới phần bình luận. Anh em thấy hay thì để lại cho mình một like cũng như một lượt đăng ký kênh để có những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại nha.